Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn hiệu ứng Image Slider, cuộn và phóng nhiều hình ảnh như thế này với PowerPoint. Thay vì xếp tất cả các hình lên một slide, thì với cách này bạn vừa gây được hiệu ứng thị giác hấp dẫn cho người xem, vừa tạo được sự tập trung chú ý vào từng đối tượng đang trình bày. Bạn có thể dùng để tạo slideshow hình ảnh, hay tạo slide giới thiệu các nhân vật, giới thiệu các thành viên đội nhóm v.v. Hoặc thay vì các dạng hình ảnh, bạn có thể tạo các nội dung chữ để làm slide mở đầu giới thiệu các đề mục của bài thuyết trình. Cách thực hiện thì không chỉ đơn giản mà còn rất nhanh chóng chỉ với một hiệu ứng duy nhất, đó là hiệu ứng chuyển cảnh, morph. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách tạo một kiểu slide dùng để giới thiệu các thành viên. Bạn hãy cùng thử xem có đúng là dễ và nhanh không nhé. Mở PowerPoint lên, Format Background, chọn hình nền. Rồi chèn tất cả hình ảnh hay nhân vật cần sử dụng vào slide. Giờ bạn sẽ kéo các hình ảnh lại thành các thanh chữ nhật có kích cỡ độ cao bằng nhau, độ rộng bằng nhau và giãn cách giữa các hình cũng bằng nhau luôn. Sau đó chúng ta chọn Picture Format, Crop và Crop to Shape, tức là cắt theo hình khối, và mình chọn là cắt theo hình chữ nhật bo góc tròn. Sẽ xuất hiện một điểm màu vàng ở hình vừa được cắt. Đây chính là điểm để điều chỉnh độ cong của góc. Thực hiện tương tự cho các hình còn lại. Tiếp tục click chuột phải vào hình và chọn Crop. Nếu không có thì có thể vào Picture Format, chọn Crop. Như bạn thấy, phần hình hiển thị bên trong thanh chữ nhật này đang bị biến dạng do chúng ta đã thay đổi, nên giờ chúng ta sẽ kéo lại hình và dịch chuyển hình để lấy được phần của hình mà bạn muốn hiển thị trong khung. Nhưng để kéo được như vậy thì bạn nhớ chú ý là khi chọn Crop, ta sẽ kéo bằng điểm kéo màu trắng với mũi tên hai chiều như thế này. Nếu bạn chọn vào ký hiệu cạnh màu đen để kéo thì sẽ không được đâu nhé. Sau khi đã cắt tất cả hình rồi thì ta bắt đầu tạo hiệu ứng. Như bạn biết, nguyên tắc của hiệu ứng morph đó là sự biến đổi của một đối tượng giữa các slide. Vậy nên, mình sẽ Ctrl D nhân đôi. Có 5 hình cần giới thiệu nên mình sẽ nhân ra thành 5 slide. Đây là slide tiêu đề. Slide tiếp theo sẽ chuột ra hình đầu tiên và chữ tiêu đề sẽ biến mất để tạo khoảng trống. Đối với hình, mình sẽ click chuột và chọn Crop, nhấn giữ chuột vào cạnh màu đen để kéo phục hồi lại diện tích hiển thị hình. Cũng có thể kéo bằng điểm kéo màu trắng nếu cần thiết. Chọn vào điểm màu vàng để chỉnh lại độ cong phần bo góc. Tại sao lại thao tác như vậy nhỉ? Đó chính là để tạo được hiệu ứng transition, làm morph và có được hiệu ứng chuột ảnh như thế này. Rồi slide tiếp theo sẽ chuột ra hình số 2. Mà để có khoảng trống cho hình số 2 chuột ra, thì hình số 1 cần thu gọn lại. Thế thì bạn chỉ cần kéo hình số 1 qua bên phải, chọn Transition Morph và sẽ có hiệu ứng chuột thu gọn hình. Tương tự lại Crop và điều chỉnh hình số 2, ta sẽ có hiệu ứng chuột ra phối hợp. Rồi giờ đố bạn sẽ làm gì để chuột ra hình số 3? Ở slide tiếp theo, lại kéo cả hai hình số 1 và số 2 qua bên phải, chọn Crop để phóng to hình số 3. Tương tự theo quy tắc như vậy, bạn sẽ thực hiện với các hình số 4 và số 5. Sau khi hình số 5 đã chuột rồi, bạn có thể cho chuột thu gọn lại tất cả các hình để ghi slide tiêu đề hay tổng kết. Để kích hoạt hiệu ứng cho tất cả các slide, chỉ cần chọn Transition Morph. Bây giờ cũng đã ổn rồi, nhưng như bạn thấy, các hình sẽ chuyển mặc định theo thứ tự khi Enter chuyển slide. Thế nhưng, ví dụ mình muốn tạo các nút bấm để chủ động bấm vào hình nào là sẽ chuột ra hình đó, chứ không cần theo thứ tự mặc định. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần Insert Shape tạo shape hình tròn, gõ số thứ tự vào. Mỗi hình ta sẽ tạo một hộp số. Ở hình số 1, bấm chuột phải chọn Hyperlink, chèn liên kết đến slide trong PowerPoint này, chọn slide tương ứng của hiệu ứng chuột hình số 1. Cứ tương tự, bạn chèn Hyperlink cho các số tiếp theo. Bấm vào số nào thì sẽ chuyển liên kết đến slide tương ứng của nó. Mình đang ví dụ là tạo ô số đếm,
Hoặc ngoài ra bạn có thể thay thế số bằng các biểu tượng cho từng nội dung như vậy, hay các ký hiệu thế này, tùy theo ý thích của bạn. Tạo các hộp số hay biểu tượng ở Slido rồi thì giờ bạn cần tô để chọn nhanh tất cả. Bấm Ctrl-C, Copy. Ở slide kế tiếp, bấm Ctrl-V, rồi dịch chuyển các hộp số đi theo vị trí hình được chuột mở ra hay chuột thu vào. Dán cho tất cả các slide luôn. Như vậy, khi ở chế độ trình chiếu, bạn sẽ thoải mái click để chuột mở bất kỳ hình nào. Nếu bạn đã hiểu quy tắc thực hiện của hiệu ứng mình vừa hướng dẫn thì mình sẽ gợi ý thêm cho bạn các ý tưởng và cách sáng tạo để làm phong phú thêm cho hiệu ứng nữa nhé. Ý tưởng thứ nhất, kiểu hiệu ứng chuột này thì không chỉ dành cho hình ảnh mà bạn cũng có thể dành cho các hộp chữ nữa. Ví dụ mình thiết kế nội dung thành các hộp chữ như thế này nè. Tuy nhiên, để cho dễ làm hiệu ứng morph thì mình sẽ chuyển tất cả hộp chữ vào khung này thành một hình duy nhất bằng cách chọn tất cả, bấm Copy, sau đó bấm dán lại dưới dạng hình. Nhìn thì giống nhau nhưng giờ thì nó chỉ là một hình ảnh nên bạn sẽ dễ thao tác cắt crop để tạo hiệu ứng chuột ra vào của từng phần nội dung. Ý tưởng thứ hai là bạn có thể thêm hiệu ứng chuyển đổi màu của hình. Ví dụ những hình được chuột ra sẽ đổi màu để tạo điểm nhấn so với các hình còn lại. Hay vừa đổi vị trí vừa đổi màu. Rất dễ dàng, bạn chỉ cần chọn hình muốn đổi màu, chọn Picture Format, chọn Color và đổ các lớp phủ màu lên hình. Ý tưởng thứ ba là ở các ví dụ thì mình đều sử dụng Crop to Shape với hình vuông bo góc. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể tự do sáng tạo cắt hình theo bất cứ hình dạng nào khác như là hình ngôi sao, trái tim, đám mây, v.v. để có nhiều kiểu hiệu ứng mới lạ hơn nữa, tương tự với cùng một quy tắc sắp xếp slide và chọn hiệu ứng morph. Đến đây, hy vọng các bạn không những đã hiểu được cách thực hiện các hiệu ứng chuột ảnh mà sẽ có nhiều ý tưởng và cảm hứng hơn nữa cho những bài thiết kế PowerPoint của mình. Một yêu cầu cần lưu ý đó là hiệu ứng morph hiện chỉ có ở PowerPoint phiên bản 2019 trở lên hoặc Office 365. Nếu bạn dùng phiên bản thấp hơn thì hãy nâng cấp lên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!